Đầu phim Flash của chúng ta đang khép cơ mông gồng cơ đít, chạy hỏa tốc đến một bệnh viện, nơi này đang bị sụt lở nghiêm trọng. Vì quá nhiều người cần cứu nên anh nhờ người dưới giúp đỡ. Nhưng hiện tại Batman đang ngăn cản một đám người xấu. Chúng đột nhập phòng thí nghiệm của Gotham, đánh cắp một loại virus cực kỳ nguy hiểm. Anh đuổi theo chúng qua từng con đường ngõ hẻm của thành phố. Dưới sự giúp đỡ của Alfred, Flash nhanh chóng tìm được nguyên nhân vụ thảm họa. Đó là do khí ga và đường ống nước bị vỡ trong tầng hầm. Anh nhanh tay sửa chữa chúng, Batman bắn ra một quả cầu sắt về phía trước, nó nhanh chóng biến thành một giải đinh để ngăn đám tội phạm, nhưng chúng nhanh trí của 90 độ né bẫy, sau đó xả đạn về phía anh. Nhưng không xi nhê gì vì anh tôi toàn dùng hàng xịn, cảnh sát cũng tới giúp sức nhưng bị bắn tả tơi, khiến xe lộn mèo trên trời 77 vòng rồi lăn thêm 49 vòng dưới đất. Vì hoạt động liên tục nên Flash nhanh chóng đói bụng, toàn bộ phần trước của bệnh viện sụp đổ, phụ tá và các trẻ nhỏ rơi ra ngoài. Anh vội chạy hết tốc độ, lợi dụng các vật cản để trợ lực bay lên trên. Thiết bị trên tay thông báo anh đã cạn năng lượng, các vật sắc nhọn sắp đâm vào những đứa nhỏ. Anh đấm vào lò vi sóng ăn uống nhồm nhoàm để nạp thêm năng lượng, rồi lấy một cái lò để đựng một đứa bé. Xếp các bé thành một hàng thẳng, bay xuống lấy một chiếc giường thật dài để đỡ. Cứ thế mà anh cứu được toàn bộ các bé nhỏ. Anh chụp cả cô phụ tá rồi chạy quắn đít khỏi vụ sụp lún. Cuối cùng thì mọi người đều đã an toàn, bọn tội phạm bắn lật một chiếc xe bồn. Sau đó bắn vào khoang xăng để kích nổ nhằm ngăn cản Batman. Anh bay lả lơi với bộ đồ xịn sò rồi bắn dây móc trúng xe bọn chúng. Anh bám theo sau chúng rồi nhảy lên nóc xe đá được một tên bay xuống, vào trong xử lý đám còn lại. Tên này thà nhảy xuống còn hơn là ăn đấm của anh. Chiếc xe rơi xuống sông, anh bắn dây móc giữ họ lơ lửng giữ cầu. Alfred nói nếu chiếc cặp chứa virus rơi xuống sông thì hơi bị toang đấy. May mà quân The Woman đến kịp. Flash lúc này cũng chạy đến. Sau khi chào hỏi vài câu thì chị đẹp rời đi. Flash cũng rời khỏi, còn Batman dẫn tên tội phạm quay về. Flash tên thật là Barry, anh hiện làm thực tập tại một phòng pháp y. Ngày nào cũng đi làm muộn nên anh bị sếp chửi xối xả. Thấy phóng viên phỏng vấn thẩm phán về vụ án của bố mình, anh ấy tức giận bỏ đi, còn vô cớ nổi giận với đám bạn. Nhưng khi cô bạn ai lườn đến anh liền trở nên vui vẻ. Thì ra cô ấy là cờ rút của anh từ thời đại học. Họ đã rất lâu không gặp nhau. Hiện giờ cô là một phóng viên, bố Barry bị tình nghi sát hại mẹ của anh. Aylin cứ hỏi về thông tin vụ án khiến anh khó chịu rời đi. Khi trở về anh nhận được cuộc gọi từ người bố trong tù. Anh ấy nói mình đã nhờ một người bạn, đã khôi phục thành công dữ liệu camera cửa hàng tạp hóa hôm xảy ra vụ án. Nhưng tiếc là lúc đó ông ấy không ngẩng mặt lên. Anh nói mình sẽ cố gắng kháng cáo vụ án. Nhưng người bố nói anh hãy dành thời gian cho bản thân mình. Barry đến ngôi nhà cũ và nhớ lại cái ngày đó. Gia đình anh đang có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ nhờ bố anh đi mua một lon cà chua vì khi đi chợ bà ấy quên mất. Đang trong phòng thì Barry nghe tiếng hét thất thanh của bố. Khi xuống dưới thì mẹ anh đã bị đâm bê bết máu. Quá đau buồn vì quá khứ, Barry chạy hết sức bình sinh. Anh chạy xuyên không gian và thời gian, anh phát hiện mình đã vượt tốc độ ánh sáng. Lúc này mọi sự kiện trong đời anh tua nhanh trước mặt. Barry phát hiện mình đã quay ngược thời gian lại lúc sáng. Anh đem chuyện này kể cho Batman và nói ý định sẽ thay đổi quá khứ. Batman cảnh báo mọi tương tác của anh với quá khứ sẽ mang lại hậu quả khó lường cho tương lai. Ai còn được biết đến với cái tên hiệu ứng bươm bướm. Barry nói mình có thể cứu được mẹ và bố mình, thậm chí có thể cứu cả bố mẹ của Batman nữa. Nhưng anh từ chối vì anh biết nó sẽ mang lại một hậu quả khủng khiếp cho thực tại. Khi về nhà thì ai lừng tới thăm. Anh dùng siêu năng lực để dọn lại cái chuồng lợn của mình. Căn phòng ngăn nắp khiến cờ rớt vô cùng có thiện cảm. Nắp tủ bật ra một đống rác rớt xuống. Định mời bia cờ rút nhưng tủ lạnh chẳng có gì. Barry dùng người với tốc độ cao, khiến các phân tử có thể di chuyển qua tường. Trộm hàng xóm hai chai bia thôi chắc không sao đâu. Anh tâm sự về cuộc đời bi kịch của mình. Chỉ vì một lon cà chua mà mẹ anh đi bụi, còn bố anh ngày mai sẽ bị phán án tù. Anh đột nhiên nghĩ ra nếu hôm đó mẹ anh không quên mua cà chua, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Anh chào tạm biệt cờ rút rồi bỏ đi dù đây là nhà anh. Barry di chuyển với tốc độ bàn thờ. Anh quay về hôm định mệnh đó, lúc này bà mẹ đang đi chợ. Anh đặt một lon cà chua vào giỏ hàng rồi quay về hiện tại. Nhưng một tên bí ẩn nào đó xuất hiện đấm anh lăn vào một dòng thời gian. Đây chẳng phải nhà mình sao? Anh chôm chìa đồ của hai ông bà già sau đó tiến vào nhà. Mẹ anh thực sự vẫn còn sống, và tất nhiên bố anh cũng chẳng phải đi tù. Gia đình lại vui vẻ sum vầy, đột nhiên anh thấy chính mình đang bước vào. Anh chạy như gió ra ngoài bịt miệng đối phương lại. Hóa ra đây là bản thân anh năm 18 tuổi, anh đem mọi chuyện kể cho đối phương. Để dễ review mình gọi Barry ở tương lai là Barry lớn, còn ở quá khứ là Barry nhỏ, vì sợ Barry nhỏ nhớ chuyện đã gặp mình. Điều đó sẽ phá hủy dòng thời gian nơi này, anh định đấm để cậu ấy quên đi. Nhưng lỡ đấm nó hẹo mình cũng đi bụi luôn thì sao? Khi biết hôm nay là ngày 29 tháng 12, Barry lớn nhớ ra hôm nay chính là hôm mình có siêu năng lực. Nếu hôm nay Barry nhỏ không có được siêu năng lực, thì anh ở tương lai cũng sẽ mất đi siêu năng lực. Họ còn 30 phút để đến nơi mà anh tình cờ có được sức mạnh. Khi đến nơi, Barry lớn bế Barry nhỏ đi xuyên vào bên trong căn phòng. Họ dễ dàng tiến vào bên trong phòng thí nghiệm.
Anh sắp xếp lại mọi thứ từ vị trí ngồi đến cửa sổ, nhưng sét đánh vào đúng lúc trúng cả hai người. Vết thương Barry nhỏ lành lại lập tức, có nghĩa họ đã thành công. Nhưng khi ôm Barry nhỏ đi về, Barry lớn phát hiện bản thân lúc này đã mất đi siêu năng lực, thử lại thêm vài lần nhưng kết quả vẫn thế. Nhìn anh chạy cái tướng hề không chịu được, khi về phòng anh kể lại mọi chuyện, biết bản thân mình có siêu năng lực, Barry nhỏ hết sức phấn khích. Anh vội lao ra đường còn trôm bánh mì của người khác, vì ma sát quá lớn bộ đồ trên người anh bốc cháy. Ô tô vì né anh mà một chuỗi liên hoàn tai nạn diễn ra, anh còn làm mất điện toàn thành phố. Khi quay về, Barry nhỏ cắm đầu cắm cổ ăn mọi thứ. Barry lớn còn cho cậu ấy mượn chiếc nhẫn của mình, nó chứa bộ đồ quen thuộc. Bộ đồ này sẽ giảm ma sát khí quyển, tránh trường hợp lõa thể như hôm qua. Trên TV chiếu một đoạn video của Đại tướng Zod, hắn ta đang truy tìm tung tích Superman. Barry lớn kể rằng trong tương lai Đại tướng Zod sẽ kéo đến phá hủy trái đất. Lúc đó Barry chưa hoàn thiện bộ đồ, anh ấy không thể cứu toàn bộ mọi người. Chỉ có Superman mới làm được điều đó. Giờ Barry muốn tìm anh ấy để ngăn cản thảm kịch trước khi nó xảy ra. Barry lớn quyết định sẽ đi tìm toàn bộ thành viên của Liên minh Công lý. Nhưng khi tìm Victor thì chỉ thấy cầu thủ, tìm Wonder Woman thì ra một rạp xiếc, Aquaman thì ra thủy cung. Đúng vậy, tất cả đều không tồn tại. Vì Barry lớn thay đổi quá khứ nên xáo trộn toàn bộ dòng thời gian. May mắn là người rơi vẫn tồn tại ở dòng thời gian này. Họ nhanh chân đi tìm anh ấy. Đây là một biệt phủ rộng thênh thang. Một người đàn ông lao đến tấn công họ, Barry nhỏ dễ dàng tránh né, còn Barry lớn vì mất sức mạnh nên ăn hành ngập mồm. Sau khi ông ấy bình tĩnh lại, họ kể đầu đuôi mọi chuyện cho ông ta. Ông giải thích khi cậu quay về quá khứ sẽ tạo ra vô số các nhánh thời gian, và mọi sự kiện sẽ diễn ra chệch đi với những gì đã xảy ra trước đó. Barry nhờ Batman ở dòng thời gian này tìm Superman, nhưng ông ấy lạnh lùng bỏ đi. Anh ấy đưa Barry nhỏ đến một mật đạo, đây là nơi làm việc của Batman. Anh đang tìm kiếm những vật thể không xác định ngoài khí quyển. Đó có thể là Superman. Sau đó Barry liên hệ thuyết phục Batman giúp mình. Ông ấy mở một mật đạo ra, trong đó là một bộ sưu tập đồ Batman. Sau khi tìm được tài liệu về Superman, Barry quyết định đến Nga. Batman lúc này lái con tàu xịn sò đến đồng hành cùng họ. Đến nơi bọn họ nhảy xuống dưới. Vùng Siberia lạnh lẽo được tuyết trắng bao phủ. Batman đu dây móc đưa Barry lớn lên vì anh đã mất năng lực. Họ đột nhập vào bên trong thì bị phát hiện. Tên này bấm còi cảnh báo inh ỏi, bọn lính canh gác xả súng liên tục. Barry nhỏ dùng siêu năng lực giúp Barry lớn an toàn. Batman toàn dùng đồ nạp lần đầu nên không xi nhê, còn ném boomerang xử lý hết chúng. Họ dễ dàng vào phòng thí nghiệm, mở khoang chứa bí ẩn này ra. Bất ngờ trong đó lại là một cô gái, họ đưa cô ấy thoát khỏi đây. Trên đường tháo chạy họ bị bao vây xả đạn búa lua xua. Batman quăng một quả bom khói rồi nhảy xuống một cái hố. Chúng hạ quả cầu phía trên nhằm đè bẹp họ. Batman bật laser phá tấm lưới sắt, nhờ đó cứu cả đám thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Họ đứng lên một bệ sắt, người rơi cài một quả bom phía dưới. Khi bom nổ nhờ áp suất khổng lồ đẩy họ lên trên, vừa đáp đất liền bị đám lính bao vây. Lúc này cô gái họ giải cứu lúc này thể hiện đạn bay mù trời, nhưng đối với cô như mỗi đốt inox. One Bullet Man nhập vào cô nên cứ một đấm là đi bụi một tên. Cô múa còn hơn cả phim trường Hồng Kông, kỹ xảo nhìn như tuyệt đỉnh công phu của Châu Tinh Trì. Khi quay về, cô gái nói mình là Kara, và cô chính là em họ Superman. Cô được cử đến đây để bảo vệ anh ấy. Barry nói có lẽ ở dòng thời gian này anh ấy chưa từng đến trái đất. Sức khỏe Kara hiện giờ khá yếu. Barry lấy bộ đồ quen thuộc rồi đưa cô ra hấp thụ năng lượng mặt trời. Đây chính là Supergirl của dòng thời gian này. Cô đến đây tìm anh trai nhưng bị đám người ác ôn giam lại để nghiên cứu. Barry lớn đang tìm cách lấy lại siêu năng lực để quay về dòng thời gian của mình. Kế hoạch là anh sẽ dùng hóa chất công nghệ, sau đó cho dòng điện chạy qua người. Kara nghe thấy một tần số mạnh gần đó nên bay đi tìm. Đến nơi cô phát hiện tướng Zod đang đánh vào căn cứ quân đội. Bên đây Barry chuẩn bị thí nghiệm để lấy lại sức mạnh. Nguồn điện quá mạnh khiến anh ấy sụi lơ. Xem ra anh sắp hẹo đến nơi rồi. Lúc này Kara trở về, cô bế anh lên, rồi bay lên trên bầu trời để hứng các tia sét. Kết quả sét đánh anh ấy khét lẹt luôn. Khi Barry nhỏ chạm vào thì luồng năng lượng đó thức tỉnh anh. Cuối cùng Barry lớn đã có lại sức mạnh. Vì có hai flash nên Barry nhỏ chế thêm một bộ đồ nữa. Ôi giống Batman quá nè, vậy thì cưa cái tai đi là được rồi. Barry nhỏ trả lại chiếc nhẫn cho chủ cũ, còn bản thân thì mặc bộ đồ pha ke. Cả đội chuẩn bị đi xử lý đại tướng Zod. Kara phi thẳng vào đâm nổ một máy bay địch. Barry nhỏ sợ quá mặt đái không ra máu. Ba người họ đáp xuống đất ngầu lòi. Kara bay đến nghênh chiến với đại tướng Zod. Du thuyền của người Krypton đang tấn công quân đội. Tên khổng lồ thép làm hai đường cơ bản đội hình xung quanh tan nát. Nhiệm vụ của chúng là tàn sát binh lính. Bọn chúng cũng rất nhanh có thể làm Barry nhỏ bị thương. May mà Barry lớn đến hỗ trợ. Cổ máy của tên Zod bắt đầu bắn phá thành phố. Qua cuộc hội thoại ta biết được hắn đã sát hại anh họ của cô. Có nghĩa là Superman của dòng thời gian này đã không còn. Batman phóng dây móc kéo hai phi thuyền của chúng va vào nhau. Cùng với đó chúng ta được chứng kiến một màn song kiếm hợp bích đẹp mắt của hai Flash. Tên Zod đá Kara bay vào một trực thăng.
còn khiến nó nổ tung, cô cũng đáp trả không thua kém. Barry lớn bày Barry nhỏ cách đan tay để dùng tia sét, và sau đó bọn họ càn quét đám lính lôm côm. Kara thì đang giã rót như giã gạo, rồi thụi mạnh vào đầu khiến hắn ngất đi. Còn hai Flash cứ thế càn quét toàn bộ quân địch. Batman thì tấn công du thuyền lớn của chúng, nhưng bị bắn trả khiến tàu của anh tan tác. Barry nhỏ đi hỗ trợ Kara, còn Barry lớn ở lại. Người rơi bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. Kara định tắt cổ máy hủy diệt của hắn thì bất ngờ bị lụi một phát. Hắn lấy một cổ máy hút toàn bộ máu của cô. Vì bị mắc kẹt nên Batman quyết định cảm tử. Anh đâm sầm vào tàu của chúng. Đám người của Zod rời đi, lúc Barry nhỏ đến đã muộn rồi. Anh ấy bàn với Barry lớn hãy quay về quá khứ và làm lại. Bọn họ chạy như bị chó đuổi. Khi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, họ quay về thời điểm trước khi đồng đội hẹo. Sau khi Barry lớn thuyết phục, Batman quyết định chuyển sang tấn công tên khổng lồ. Hắn lao lên nóc tàu đấm vỡ kính chắn gió. Batman bật chế độ xoay mòng mòng, sau đó lao ra ngoài tàu thoát khỏi nguy hiểm. Bên đây Barry nhỏ đến hỗ trợ Kara, anh tạo lốc xoáy bao vây Zod, để Kara thuận lợi tấn công hắn, nhưng cô vẫn bị hắn đánh bay. Kết quả lại bị xiên thêm lần nữa, Batman lao vào tấn công tên khổng lồ thép, nhưng anh bị hắn quật xuống đất, may anh đã cài một bom sau đầu hắn. Tuy đã chiến thắng nhưng vì bị thương quá nặng nên anh vẫn ra đi, tên khổng lồ thép vẫn sống tấn công họ. Barry lớn quyết định chạy lấy đà tháo cả găng tay để tăng ma sát, đấm một phát khiến hắn vỡ vụn, một mảnh vỡ văng ra bám vào tay Barry nhỏ, à này lao vào tấn công bọn họ. Barry nhanh trí dùng thanh vỡ vừa nãy kết liễu à ta. Họ định thay đổi quá khứ lại một lần nữa, nhưng chạy bao nhiêu lần họ vẫn không thể thay đổi việc đồng đội họ sẽ chết. Barry lớn ngăn cản Barry nhỏ lại, vì đây là một sự kiện không thể thay đổi, nhưng anh ấy vẫn quyết làm thêm một lần nữa. Lúc này một tên đen đúa xuất hiện, hắn trói anh lại. Barry lớn và nhỏ tấn công hắn, người Barry nhỏ xuất hiện các đốm đen. Lúc này họ nhận ra tên đó chính là Barry nhỏ sau này, vì cố gắng thay đổi quá khứ mà thành ra như vậy. Hắn còn không nhớ mình đã cố thay đổi quá khứ bao nhiêu lần. Vì hắn làm xáo trộn không thời gian, nên các dòng thời gian khác xâm chiếm nơi này. Ta thấy được có dòng thời gian Superman là Christopher Reeve, có dòng thời gian thì ma tốc độ lại làm Superman. Vì muốn thay đổi quá khứ mà họ đã phá hủy kết cấu của các dòng thời gian. Tên này lại trách ngược lại Barry sao lại biến hắn thành Flash. Sau đó vẫn sức đâm về phía Barry nhưng Barry nhỏ đã đỡ cho anh. Y hắn ở dòng thời gian gần với dòng thời gian của Barry nhỏ, nên khi Barry nhỏ hẹo thì hắn cũng tan biến. Sau đó các dòng thời gian lại quay về đúng vị trí. Barry quyết định quay về cái hôm định mệnh đó. Lúc này một bản thể đã bỏ lon cà chua vào giỏ hàng của mẹ anh. Anh tiến lại chào hỏi và âm thầm lấy hũ cà chua đi. Đột nhiên anh nhìn camera một ý tưởng gì đó lóe lên. Khi về hiện tại thì đó là hôm bố anh nhận phán quyết từ tòa. Kết quả luật sư đưa ra đoạn camera ghi hình chứng minh lúc xảy ra vụ án bố anh không ở hiện trường. Hóa ra trước khi quay về anh đã đổi lon cà chua từ kệ dưới lên kệ trên cùng. Vì vậy camera hôm đó mới quay được mặt bố anh. Barry vui mừng hớn hở gọi thông báo cho người bạn Batman. Nhưng khi từ ô tô đi xuống đây lại là một bản thể khác của Batman. Điều này có nghĩa rằng vì anh đổi vị trí kệ cà chua mà thực tại này đã bị xáo trộn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.